À, chào các bạn. Bữa nay mùng 1 mình thì không đi đâu cả, ở nhà ăn Tết nha. Cho nên là có ý định làm một cái video hướng dẫn nha. Làm vừa chơi vừa giải trí các bạn. Hướng dẫn các bạn độ chế một chút về động cơ không đổi than chế quạt. Làm một vài cái để bạn nào cũng có mục đích đó, cũng có định mà ý định làm vài cái bộ quạt đó, để giúp cho nhà mình có tiết kiệm điện, hoặc là thỏa mãn đam mê, hay là nhà mình có con nhỏ hay là người già đó, thì dùng điện này thì rất là an toàn nha. Đặc biệt là các bạn dùng cái adapter laptop đó. Adapter laptop thì nó rất là bền và an toàn. Còn cái sợi cái dây phần điện ra đó không có bị giật nha. Ok, thì hôm qua mình giới thiệu một cái clip bên kho, còn đây là bên phần nhà mình á, phần nhà trên sân thượng. Thì hôm qua mình nói là mình còn khoảng 6 thùng đúng không? Thì bên kho mình có 3 thùng. Ở đây khoảng 3 thùng mấy, 4 thùng. À, cũng có thể hơn các bạn. Phòng này trước đây rất là nhiều đồ, nhưng mà do mình dọn sạch hết rồi cho nên là cũng không còn nhiều. Hiện tại còn nè, 6 thùng này đều có hàng hết nha. Nếu mà dồn lại thì khoảng được 4 thùng nha, 4 thùng. Như vậy bên kho mình 3 thùng, nữa là 7 thùng. 7 thùng này thì đặc biệt cái thùng này rất là giá trị. Giá trị về mặt chế cháo chơi á, chứ về mặt kinh tế thẳng bao nhiêu. Quý các bạn. Chỉ lấy được những con hàng này rất là quý. Tận tay mình lựa. Cái này là 21,6W cốt 8. Loại này chế quạt thì cực ngon nha. Nó ngon hơn cả cái 21W các bạn. Mạnh hơn và êm hơn. Đó là mình đã trải nghiệm rất là nhiều nha, mạnh hơn và êm hơn. Còn chế thì cũng như nhau. Nó cốt 8 đặc biệt thì mình có thể chế được túp năng. Túp năng. Thùng này còn rất là nhiều nha. Thì thùng này có hai loại. Cộng thêm một loại là 28W. Loại này là mình ai mà chế đúng bài cũng rất là ngon. Êm, mạnh. Nhưng mà loại này không chế được túp năng các bạn. 28W và 21,6W đó, gần như một thùng. Còn qua đây thì là cái loại này hôm qua mình cũng giới thiệu rồi nè. Loại này thì hãng D&Q, mình không biết cái hãng gì, nhưng mà cái mã 3 chữ D&Q đầu á, thì nó có cái chân á, na ná giống nhau hết. Cho nên chỉ cần kích một con là các bạn biết kích trên những con còn lại. Tiếp theo thì thùng này là Nidec, chuyên Nidec nha. Mình cũng phân loại ra nhưng mà nó không chính xác lắm. Nidec. Có một lô những con như vậy nè. Những con 24V 3A. Hơn 70W các bạn, 72W. Những con này rất khỏe. Bạn nào chế quạt hơi nước thì thôi rồi nha. Quạt hơi nước mà cánh B4 á, cánh lớn á. Thùng này cũng là một cơ số những con đặc biệt mình giữ lại. Ví dụ như con này là 39.5W. W 26.8W. 39W các bạn, rất là nhiều nha. Còn thùng này là chuyên về Shinano Kenshi. À, hầu như toàn bộ là Shinano Kenshi. Nó có hai mã chính các bạn. Một là 18W nha. 18W có tem trắng và tem vàng. Hai con này thì cũng rất là ngon nha. Có một cái quạt bên kia mình đang chạy với con này nè. Chạy mấy năm trời. Bây giờ bên kho mình đang có nuôi ba con lu, cho nên mình để một cái quạt không chổi than này nè. Chạy 24/24 luôn, không ngưng nghỉ. Chạy gần cái tháng này. Để mình không cho mấy con lu ở trong nhà nữa các bạn.
cho nó qua bên kho, cho nên nó chạy để nó tản nhiệt, thông gió, chạy 24/24 thoải mái. Cái này thì mình còn một cơ số mấy cái hộp số để mình làm một cái video giới thiệu nha. Cái này ngày xưa thì mình chế quạt cũng rất là nhiều, đặc biệt quạt quạt hộp á. Nó 2.0 17W. Con này chạy nhỏ nhỏ chứ mà nhìn chạy rất là lì nha, êm mạnh. Con này thì cốt 5 ly nha, cốt 5 ly. Chuyển qua đây thì một số cái DNQ. Đây còn mấy con thì khách hỏi mình báo hết các bạn. Mấy con này ngày xưa mình cũng chế quạt bán nha. Cái này nè. Mấy con này 20W. Này cốt 5 nha. Mấy con 20W này xưa bán rất là nhiều luôn á. Có một thời nó hot nha. Đi bãi mà gặp là cứ tranh nhau nha. Còn bây giờ thì đổ đóng các bạn. Giờ thì đổ đóng. 20W. Cái này chế nhiều đa ứng dụng nha, chứ không chỉ mà chế quạt không, mình cũng lên rất là nhiều ứng dụng, lắp cái túp năng để chế những cái ứng dụng khoan này nọ. Ok, quan điểm của mình thì cũng không có phân biệt ngày thường ngày Tết, nói chung cũng có một chút thay đổi nhưng mà chung không có ảnh hưởng nhiều, mà tự do. Cho nên thích làm gì làm. Cái này mình kết hợp từ hai cái. Mình cố gắng hoàn thiện để làm một cái bộ bình hơi. Bộ bình hơi phục vụ cho nhu cầu chế cháo. Cái này của Nhật chạy rất cực kỳ ngon à, hơi ra rất là nhiều. Này hàng xịn. Chạy êm ru luôn á. Bật tắt là chạy. Còn bình hơi này cũng vậy, bình hơi của Nhật. Bộ này mình mua Shopee các bạn, hoạt động rất ok nha. Tự ngắt. Đấu thì cũng dễ lắm, đấu dây dễ lắm. Để hơi bụi. Nó có một cái van ăn này, van an toàn nè. Này áp điều chỉnh tự ngắt. Này nó. Lúc trước cũng có mấy cái máy tiện bán hết. Giờ mình chỉ còn một cái máy này. Máy này thì sắp tới qua Tết mình gỡ cái đầu trục rồi nè. Mình gửi bên thằng em á cho nó lắp cái mâm cặp lên. Nó là bên chuyên tiện. Lắp mâm cặp lên. Với một cái khoan kẹp 13 ly. Những cây cốt qua để mà chế thì mình sẽ xài như thế này các bạn. Cái này nha. Cái này là những cái cốt quạt quạt hộp á. Đó. Thì cái này thì mình chuyên chế cho những cái động cơ không chổi than mà không chế được túp năng đó nha. Còn chế được túp năng thì mình sẽ xài cái cốt mà cái cốt này. Nha, mình xài cốt này nha. Cốt quạt 14. Có phần túp năng phía sau này nè. Cái này giờ cũng khá là hiếm nha. Cái này chạy 12/24 trực tiếp các bạn, trực tiếp luôn nha, không có qua kích gì hết á, cấp nguồn là chạy. Ok rồi, bây giờ đây là video giới thiệu sơ sơ rồi, tại bữa nay cũng không có kế hoạch đi đâu cho nên mình sẽ. Như hôm qua mình có làm cái clip á. Thứ nhất là mình sẽ làm một cái video hướng dẫn kích chạy hầu như tất cả động cơ máy photocopy nha. Sau đó mình làm từng video cụ thể về việc chế cái cốt á, chế cốt sao cho chuẩn á, và hướng dẫn cách đóng cốt vào. Ok, các bạn đón xem nha.